STEM là viết tắt của SEN, khoa học, technology, công nghệ, engineering, kỹ thuật và math, môn toán học. Thay vì dạy 4 môn học rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Mô hình giáo dục STEM đã được giới thiệu sáng nay tại hội thảo STEM, nền tảng vững chắc cho học sinh trong kỷ nguyên số. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng để chuẩn bị cho cuộc cách mạng 4.0 cần cải tiến môi trường giáo dục và kết hợp các trải nghiệm công nghệ phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp học sinh phát triển và củng cố các kỹ năng như tư duy, sáng tạo, giao tiếp, cộng tác.